Rồi xin kính chào anh em, hôm nay ngày 30 tháng 4 anh em thì tiếp tục giao một cái dàn xế Mitsubishi 601 anh em. Cái này con này là cốt lục giác nha. Này về anh mình là về Vĩnh Long. Này có đẹp không nè. Giấy nhiều không? Giấy nhiều không? Giờ mới tin luôn. Vừa cặp bánh đó luôn đó hả? Bánh của nó mà anh. Đây là anh em còn có rất là nhiều đó anh em. Bấm lên, về bấm lên. Đây mình có KME K1500 nó đầy đủ anh em. Đây KME nè. KME đích 201 nè anh em. Đó. K7 K8. Này là IC6 anh em. IC6 mấy kênh luôn. Đặt vào máy F6 nè. Đây là IT500. Cái vàng mà còn mũ nó còn gì luôn anh em. Mũ luôn, quá mới luôn. Máy hát thuốc luôn. Này là F3D5. IC6 nè, nhóc. Su601 nè em, này con này xin bìa nha. Có một lùm la luôn. Còn máy F6 này, con này F6 quá đẹp. Rồi anh em nào cần xài máy cứ liên hệ bên em ha. Thì bên em có bán hỗ trợ trả góp anh em. Chỉ cần giấy căn cước công dân anh em ơi. Này K700. Này bộ phát điện nè. Rồi xin kết thúc anh em ơi.